Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong cái bản tin buổi chiều ngày hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2021. Thì hôm nay có một cái bài báo đăng đăng tải về cái vấn đề là cái ngành học nào để phù hợp với những cái người mà khi qua Mỹ để không có bị gây ra cái sự tỷ lệ thất nghiệp trong những cái ngành học. Thì đây là cái vấn đề mà ngay kể cả Vanessa cũng quan tâm, bởi vì nếu như con cái mình sắp tới theo học thì mình cũng biết để lựa chọn cho con mình theo cái chuyên ngành nào để nó không phải gặp phải cái sự khó khăn trong khi mà tìm được cái công việc đó quý vị. Thì trong cái nội dung ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái chi tiết, nhưng mà Vanessa sẽ chỉ chia sẻ cho quý vị cái chi tiết về 7 ngành học có tỷ lệ thất nghiệp thấp thấp nhất tại Mỹ đó. Sau đó thì còn những cái thông tin ví dụ như là 7 ngành hot khi mà du học ở Mỹ này, sau đó là 6 lý do Mỹ khiến Mỹ trở thành điểm đến của sinh viên quốc tế này, rồi 10 trường tư thục đắt đỏ nhất ở nước Mỹ này, rồi 5 trường học đại học đào tạo ngành tâm lý tốt nhất của Mỹ này, rồi thì trúng tuyển trường top đầu ở Mỹ nhờ hai cái quyết định táo bạo này là gì, để chia sẻ cho chúng ta áp dụng. Thì đây là 2, 4, 5 cái tiêu đề nữa. Thì nếu như trong cái ngày mai thứ hai Vanessa có thời gian, em sẽ chia sẻ cho quý vị để chúng ta cùng có thể tham khảo. Tại vì Vanessa biết rất nhiều quý vị có con cái và cũng cần feel khi mà sắp chuẩn bị cho con mình qua Mỹ rồi, không biết là sẽ nên cho nó học theo cái ngành nào và như thế nào. Đó, thì đầu tiên Vanessa sẽ chia sẻ cho quý vị về cái tiêu đề của ngày hôm nay, đó là 7 ngành học mà có cái tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Mỹ, để cho những quý vị nào có con cái đang trong cái giai đoạn mà chuẩn bị đi làm, chuẩn bị đi học, thì quý vị có thể chọn cho con cái của mình ở trong cái độ tuổi này, chúng ta sẽ chọn lên những cái ngành để chúng ta không gặp phải những cái sự khó khăn khi mà các em ra trường và đi xin việc. Trước khi vào chia sẻ, rất mong quý vị like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Vanessa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì đầu tiên họ nói là ngành khoa học về gọi là đất đai, công nghiệp đó quý vị, quân sự là hai trong một số những cái ngành mà tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Mỹ, chỉ chiếm 0%, thì có nghĩa là coi như là không có tỷ lệ thất nghiệp đâu quý vị. Thì đây là hai cái ngành tiên phong, đó là về đất đai, rồi thì nông nghiệp, và thứ hai là về quân sự đó. Thì còn năm cái kia là cái những cái nào thì em sẽ đọc lần lượt cho quý vị. Cái thứ nhất là ngành khoa học đất. Thì ngành khoa học đất là nghiên cứu về đất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Sinh viên được học các tính hóa học của đất này, rồi phân loại đất phù hợp với từng vụ mùa cụ thể, rồi thì kiểm soát cỏ dại này và bảo tồn quản lý đất đai này. Những sinh viên chọn ngành này thường trở thành chuyên gia tư vấn cho các trang trại trong nước và nước ngoài, phân tích thành phần khoáng của cái chất và mẫu của cái đất đó. Tỷ lệ thất nghiệp của ngành khoa học đất là 0%, với mức lương trung bình là 47.202 đồng trên một năm theo Cục Thống kê Lao động của Mỹ. Nhu cầu lao động trong ngành khoa học nông nghiệp được dự đoán là tăng nhanh hơn mức trung bình trong những năm tới, khi mà thách thức mới gia tăng liên quan tới sự phát triển về dân số và biến đổi khí hậu, cũng như là nhu cầu về nguồn lực. Thì đấy là cái ngành thứ nhất về khoa học về nông nghiệp. Ngành thứ hai là ngành công nghệ quân sự. Thì cái ngành này cũng được coi là ngành không có bị thất nghiệp này. Sinh viên học ngành công nghệ quân sự được đào tạo để làm việc trong lĩnh vực quân sự với những bộ phận chuyên nghiệp như vũ khí, chiến lược, lãnh đạo. Họ được phát triển và các cái kỹ năng về máy tính này, khoa học và toán, đồng thời trải qua các thời điểm kiểm tra về sức bền, thể lực, cũng giống như những ngành khoa học về nông nghiệp. Thì tỷ lệ thất nghiệp ở cái ngành quân sự cũng là 0%, và mức lương thì cao hơn ngành nông nghiệp một chút, mức lương trung bình là 52.807 đồng. Thì đó là về cái ngành mà tỷ lệ thất nghiệp trong ngành này cũng hoàn toàn là không có quý vị nha. Đó là ngành công nghệ quân sự. Ngành thứ ba là ngành quản lý giáo dục. Thì ngành quản lý giáo dục thì đào tạo sinh viên với những nguyên tắc dạy học nói chung, cũng như các phương pháp cần thiết để quản lý một cơ sở giáo dục, với tỷ lệ thất nghiệp là 0.8%. Có người có chuyên ngành này có thể nhận được mức lương tối thiểu là 48.509 đồng. Ngành thứ tư là
Ngành thứ tư là ngành kỹ thuật xây dựng. Ngoài được đào tạo về kỹ thuật và xây dựng, sinh viên còn được học toán này, chương trình máy tính, lịch sử kiến trúc và thiết kế. Khoa học được thiết kế nhằm chuẩn bị cho sinh viên có thể đáp ứng được các công việc trong lĩnh vực kiến trúc, một trong những nghề được trả lương rất là cao tại Mỹ, và tỷ lệ không có việc làm trong số những người học ngành kỹ thuật xây dựng ở Mỹ chỉ chiếm chưa tới 1%, và mức lương họ có thể hưởng là rất là cao, 88.629 đồng trên một năm quý vị nha. Kỹ thuật xây dựng là cái ngành lương khá là cao. Ngành thứ năm là ngành sư phạm. Tốt nghiệp ngành sư phạm, sinh viên Mỹ có thể xin việc được việc làm trong các trường công và trường tư ở những gọi là nó phân luồng ra rất nhiều những cái loại trường học đó quý vị, chứ không giống như là những đất nước khác, thành ra là rất là dễ xin việc. Khi tham gia vào thị trường lao động, những người có chuyên ngành sư phạm có cơ hội tiếp cận một trong những thị trường làm việc ổn định nhất của nền kinh tế Mỹ. Theo như thống kê, chỉ có 1% trong số người học sư phạm là không có việc làm. Dù ổn định nhưng nghề giáo lại không được trả lương cao. Mức lương trung bình họ nhận được chỉ có 32.416 đồng. Lương thì nó hơi thấp một chút, nhưng mà tùy, có những người họ yêu nghề cái ngành sư phạm đó. Như bên phía người quen Vanessa có một người mà đã đi làm rồi, thế nhưng mà lại không thích cái công việc về cái ngành chuyên ngành bảo hiểm gì đó, thế là cũng khá cao tuổi rồi nhưng mà lại quay về đi học sư phạm và muốn trở thành giáo viên. Nhiều người người ta yêu nghề đó quý vị. Ngành thứ sáu là ngành thực vật học. Thực vật học là ngành khoa học về cây cối, gồm các chuyên ngành như sinh học tế bào, giải phẫu thực vật, hệ sinh thái và những tương tác giữa động vật và thực vật. Nhu cầu chuyên gia trong lĩnh vực thực vật học được dự đoán tăng trong tương lai khi chỉ có 1,3% sinh viên học ngành này bị thất nghiệp. Người có chuyên ngành học thực vật học có thể nhận được mức lương trung bình là 46.831 đô la. Đó là income đó quý vị, trên một năm đó. Ngành thứ bảy cũng là cái ngành cuối cùng trong 7 ngành học mà tỷ lệ thất nghiệp không phải lo lắng, đó chính là ngành khoa học khí quyển và khí tượng học. Đây là ngành nghiên cứu về khí quyển và trái đất, dự báo thời tiết và khí hậu. Tại Mỹ chỉ có 1.3% sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học khí quyển và khí tượng học không có việc làm. Hiện tại các doanh nghiệp tư nhân cũng có nhu cầu tìm ứng viên có chuyên môn để quản lý kho hàng và chuỗi cung ứng, nên cơ hội việc làm cho ngành này được dự đoán là tăng nhanh trong tương lai. Mức lương trung bình công việc một việc thuộc lĩnh vực khí quyển và khí tượng học là 72.649 đồng. Mức lương income khá là cao quý vị nha. Đó thì khi mà mình đọc đến cái vấn đề các cái ngành học mà 7 ngành sẽ không có lo bị thất nghiệp đó, thì Vanessa lúc đầu là nghĩ ngay ra kiểu gì nó cũng có ngành luật sư và ngành bác sĩ. Đó, tại vì khi mà người dân Việt Nam mình qua Mỹ thì ba mẹ nào cũng hướng cho con mình. Ví dụ như hôm qua đọc ở trên cái nhóm cộng đồng người Việt ở Cali thì em cũng hơi buồn cười, nhưng mà đó là thực tế đó quý vị. Thì có một anh chị đã để một cái status là: quý vị ơi, ở Cali khi tôi gặp bất kể một người phụ huynh nào thì tôi cũng đều thấy họ nói là con họ ấy học nghề bác sĩ và nghề luật sư. Thì đó là những cái mà mình có thể bất ngờ khi mà thấy hai cái ngành bác sĩ hay là luật sư thì sẽ rất là hot và có thể nghĩ là dễ kiếm việc, nhưng lại không nằm trong top 7 ngành học mà dẫn đến cái tỷ lệ là thất nghiệp thấp nha quý vị nha. Thì hai cái ngành đó lại không nằm trong những cái 7 cái ngành mà không phải lo thất nghiệp này. Đó thì đây cũng là một cái bất ngờ mà khi mà Vanessa chưa có đi vào đọc cái nội dung thì nghĩ là kiểu gì cũng có ngành bác sĩ hoặc là ngành luật sư ở trong cái 7 cái ngành học mà không sợ bị thất nghiệp này đó. Thế còn lần sau em sẽ chia sẻ cho quý vị là 6 lý do khiến Mỹ trở thành điểm đến của học sinh viên quốc tế này, 10 trường y tư thục đắt đỏ nhất nước Mỹ này, 7 ngành hot khi mà du học sinh Mỹ đặt chân lên đất nước Mỹ đó, rồi 5 đại học đào tạo ngành tâm lý tốt nhất của Hoa Kỳ, rồi thì những cái review và những cái gọi là chia sẻ của du học sinh về những cái điều mà trăn trở khi mới bước qua Mỹ để đi vào những cái con đường du học. Thì trong cái video lần sau Vanessa sẽ chia sẻ thêm cho quý vị nha. Thì hôm nay em xin dừng cái video tại đây và rất mong là quý vị có ý kiến đóng góp để Vanessa tiếp tục trên những cái video mang cái tính chất
gọi là mang cái tính chất là chia sẻ về những cái điều mà cuộc sống ở Mỹ trong những cái thời gian để mà tìm được công việc này, tìm được nghề nghiệp phù hợp này, hoặc là về bảo hiểm, về nhân về về nhân thọ, về gọi là những cái gọi là gì, những cái quỹ để mà tiết kiệm với những cái hình thức khác nhau, ví dụ như là những cái quỹ khi mà mình chơi stock này, hoặc những cái quỹ về hưu 401k gì đó, rồi thì những cái quỹ mà dùng những cái plan để dành cho con cái này, thì ngay cả trong gia đình Vanessa bây giờ em cũng đang dùng này, thì làm sao khi mà chúng ta mới qua Mỹ có thể chúng ta chưa biết đến những cái quỹ đó, rồi những cái quỹ bond đầu dành cho những cái thời điểm nào thì sẽ có lợi cho chúng ta, hay là chúng ta nên đầu tư stock riêng hay như nào đó, thì đại khái là Vanessa muốn chia sẻ để đưa ra những cái tham khảo của quý vị với những cái vấn đề này thôi. Còn lại thì cũng có rất nhiều quý vị đã ở đây lâu rồi, thì quý vị có những cái kinh nghiệm thì quý vị cũng có thể comment chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị ở bên dưới, để cho những người mà mới qua Mỹ có thể học và tham khảo những cái ý kiến đóng góp của quý vị. Rồi Vanessa cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.